Giờ thì chúng ta sẽ đến với một chàng kiến trúc sư rất là trẻ. Xin mời Ngọc Quang Bùi với ca khúc Tương Tư Làng Ca Sĩ. À, em xin phép chào tất cả các anh các chị ạ. Mở đầu bài hát này thì em có hứa với một em gái của nhóm là em Minh Thùy. Em ấy vì điều kiện công tác xa nên em không đến được, thì cho em xin phép mà gửi tặng em ấy bài hát Tương Tư Làng Ca Sĩ ạ. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bỗng như nào sao mà lòng anh thấy xa lao lao, tựa như giấc mơ thường nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm thầm nghe vẫn vương. Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương em ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết. Như người ta trách là diều bồng, chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ngóng mối tương tư đau thì rồi em hãy cho anh em kiếm sao ta gặp nhau. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm thầm nghe vẫn vương. Từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta chẳng diêu bông, như người ta chẳng lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh sẽ thêm giấc mơ, đành ngóng mối tương tư đau thì rồi em hãy cho anh.
em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngóng mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp